Ta nói trên trần đời này sẽ có một vài món ăn hoặc là một vài món đồ chơi mà ai cũng chơi, nhưng mà chỉ riêng bạn thì chưa bao giờ ăn, chưa bao giờ chơi. Cái trò chơi trong video là một điển hình vô cùng thú vị về cái việc là trò chơi này tôi chưa bao giờ chơi trong quá khứ luôn á mọi người. Chưa bao giờ tuổi thơ tôi được chơi cái cây này, nhưng mà sau tôi hỏi bạn bè, anh em xung quanh tôi ai cũng chơi rồi hết trơn. Ta nói cái cảm giác có lẻ loi chưa bao giờ bằng cảm giác này. Thôi thì rút tiền túi ra và tự mua luôn. Cách chơi cái em cây thông này vô cùng đơn giản, nhưng mà khó khăn nhất chính là khoảng thời gian đợi chờ. Và bùm, đây là kết quả sau một ngày mà Gen đã chịu khó đợi chờ đây. Trời ơi, cái cây thông của tôi nó nở hoa rồi nè mọi người ơi. Ta nói đợi cái cây thông nở hoa đúng là nhanh hơn đợi cây táo nở hoa nha. Rồi cái tật dụng về quay tới quay lui chập hồi rớt nguyên cục luôn nè mọi người. Mà sao mình nhìn thấy giống hoa màu gà của mọi người ha. Bây giờ không biết làm gì tiếp theo thì mình sẽ phơi nắng em nó và sẽ cập nhật kết quả sau một ngày phơi nắng thì em cây thông này còn lại cái gì.